Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với kênh YouTube của mình, Anh Khoa Channel. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đa mỹ cùng truyện đọc Hữu Mộc Sùng Đống Lương từ tác giả nhà văn Tô Dù Bính, nguồn truyện sstruyen.com. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Với các chương sẽ được giới thiệu tiếp tục chương 15 và 16. Diệu Đường Thiếu Lâm từ trước đến nay vẫn là thái sơn bắt đẩu của võ lâm, ngay cả lúc kỷ huy hoàng như mặt trời ban trưa cũng không che khuất được quang mang của hai đại phái. Đối với khắp giang hồ mà nói, nếu như kỷ huy hoàng là thánh bia thánh cao cao tại thượng, vậy thì Vũ Đường Thiếu Lâm chính là cao sơn sừng sững không ngã. Thánh bia có kiên cố đến đâu cũng không thể nguy nga như cao sơn được. Thế nhưng đối với đại đa số mà nói, thánh bia đã là một tồn tại không thể vượt qua. Bởi vậy, lúc kỷ du địch lên núi, đội ngũ nghênh tiếp thật không nhỏ. Người đứng thứ hai ở Vũ Đường Sơn, sư đệ của Lăng Dương đạo trưởng là Hiểu Phong đạo trưởng, đã tự mình xuất lĩnh hơn 11 đệ tử ra nghênh đón, khiến không ít võ lâm đồng đạo đang lên núi phải liếc nhìn. Trong thời trưởng môn sư huynh tán thưởng kỷ môn chủ lãnh hùng niên thiếu của Đường Đại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền mà. Hiểu Phong đạo trưởng nhiệt tình nắm lấy tay của kỷ du địch nói: "Bần đạo thích nhất là kết giao anh hùng niên thiếu, nhưng cơ hội này nhất định phải cùng kỷ môn chủ hảo hảo gần gũi thân cận." Hắn nói, tay càng thêm cố sức nắm lấy bàn tay kỷ du địch. Thượng tức nhìn tay hắn, mặt nhất thời biến sắc, cái gì bộ pháp kiếm pháp còn có thể dùng miệng ba xạo quá quan, chứ chỉ mình nổi công là chân chân thực thực. Hắn không nghĩ tới Hiểu Phong đạo trưởng lịch trực tiếp xuất thủ như vậy, trong lòng khẩn trương. Kỳ thực, Hiểu Phong đạo trưởng thích kết giao anh hùng niên thiếu là thật. Đối kỷ du địch vị môn chủ trẻ tuổi của Huy Hoàng Môn lại càng trông sao ngóng trăng, mong được kết bạn từ lâu. Đáng tiếc là hàng năm đến thọ đản của Lăng Dân đạo trưởng đều mời. Kỷ du địch lại năm nào cũng bệnh, khiến năm nào cũng phải thất vọng. Thật vất vả, cuối năm nay cũng được y đại giá hoàng lâm, tự nhiên là tầm dương khó nhịn. Di Ngạo Sách bất động thanh sắc tiến lên một bước, ung dung cầm lấy tài kỳ của kỷ du địch. Hiểu Phong đạo trưởng lúc này đang dùng nội công cẩn giật giật thử, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể kỷ du địch cực kỳ suy yếu, như có như không, lúc liền lúc đoạn. Đang thấy nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy có một cổ nội lực cực kỳ cường hãn không hề báo trước ập tới, mạnh mẽ đem nội lực hắn bước ra khỏi cơ thể kỷ du địch. Di Ngạo Sách nhận cơ hội buông tay ra, không nghĩ tới nội lực kỷ môn chủ lại thâm hậu như vậy, là bần đạo lỗ mãng rồi. Hiểu Phong đạo trưởng ấp lễ nói, hắn thi lễ rất thực là thực lòng. Tuy rằng hắn vừa rồi còn chưa dùng toàn lực, thế nhưng kỷ du địch vừa cũng chưa chắc đã toàn lực. Nhìn tuổi kỷ du địch như vậy, cương nhiên nói có nội lực như thế thật khiến người khác phải phục sát đất. Trong lòng nghĩ như thế, đối với đệ nhất nhân tài mới xuất hiện trong bạch đạo võ lâm này, lòng càng thêm yêu quý dạng phần. Kỷ du địch cười gượng khiêm tốn vài câu, sau đó nhân lúc Hiểu Phong đạo trưởng chuyên tâm dẫn đường, hướng Diên Ngạo Sách nhẹ nhàng làm nũng nói: "A Sách, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Khó có được một kỷ du địch lúc nào cũng vô tầm vô phế mà bị dọa cho sợ." Diên Ngạo Sách mặt lộ vẻ đắc ý: "Ta còn tưởng người nắm tay ta muốn tuyên bố chuyện của chúng ta với mọi người." Kỷ du địch hai gò má hơi ngượng ngùng, hắn lúc nãy vì sao không để y chết đi? Diên Ngạo Sách lực mạnh đập nát đất dưới chân. Người giang hồ đến đây chúc mừng rất đông. Sương phòng Vũ Đường đang dành ra số lượng có hạn, đám kỷ du địch bị phân hai người một gian. Trước khi Diên Ngạo Sách lên tiếng, Thượng Tức và Trung Vũ đã cấp tốc tiến vào một trong hai gian phòng. Xem qua dọc đường đi theo Diên Ngạo Sách đối kỷ du địch rất chiếu cố, bọn họ chính là rất yên tâm. Thấy kỷ du địch cười đến mức trên mặt có thể rạng nặng ra mỡ, Diên Ngạo Sách chỉ có thể bất đắc dĩ: "A Sách, tuy rằng trong phòng có hai cái giường, thế nhưng nếu như ban đêm người sợ tối, ta có thể qua ngủ với người." Kỷ du địch đi vào gian phòng, có chút bất mãn nhìn cái giường kia. Nguyên lai Hiểu Phong đạo trưởng đối với việc để cho bọn họ bốn người chen chúc hai gian phòng trong lòng rất hổ thẹn, lại thật tình kính phục kỷ du địch, sở dĩ đặc biệt phân hai gian phòng lớn cho bọn hắn. Diên Ngạo Sách nói: "Ngươi có thể chọn ngủ trên giường hoặc là ngủ dưới đất." "À Sách, người như vậy là không tốt lắm." Diên Ngạo Sách tà nhãn liếc nhìn y: "Ta là môn chủ à." Kỷ du địch khoanh chân ngồi ở trên giường, ưỡn ngực lời lẽ đanh thép nói: "Mà ngươi là tùy tùng." Giây lát, tùy tùng nắm lấy áo môn chủ trực tiếp ném ra ngoài cửa.
người trong giang hồ lục tục tiến vào nơi ở. Kẻ du địch hai tay chống má, ngồi sớm trước cửa rất đỉnh đạt mà nhìn. Khuôn mặt y lộ vẻ non nớt, thỉnh thoảng có người chú ý tới y, còn tưởng là tiểu công tử nhà ai, cũng không suy nghĩ nhiều. Mà kẻ du địch lại nghĩ rất nhiều, y nghĩ nhiều nhất chính là nguyên lai tướng mạo như Diên Ngạo Sách trong chốn giang hồ có thể là độc nhất vô nhị, như tướng mạo của Trịnh Trường Thành trong chốn giang hồ cũng có thể coi như là long phượng sừng lân, hạng hiếm rồi. Đại đa số người giang hồ lớn lên đều khiến cho người khác muốn nhảy sông nhảy hồ, khiêu giang khiêu hồ hết mà. Kẻ du địch lười biếng đứng lên, giật giật cẳng chân tê dại, đang muốn trở về phòng, chợt nghe phía sau một trận ồn ào, một tiếng cười nhẹ rất trong trẻo dễ nghe mà nói: "Đạo trưởng khá quá khen." Kẻ du địch bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một ôn nhã công tử bạch y phiên phiên ở giữa dòng dây của một đám đạo sĩ nhẹ nhàng tiến đến. Tóc đen quang ngọc, mặt trắng môi đỏ như nắng sớm của mặt trời mới mọc, trong nháy mắt đánh bay đám hỗn độn hắc ám trước mắt kỹ du địch, làm trước mắt y sáng ngời. Hiểu Phong đạo trưởng quay đầu vừa lúc thấy y, vội vàng nói: "Vị này chính là Huy Hoàng Môn kỹ du địch kỹ môn chủ, vị này chính là Tê Hà Sơn Trang thiếu trang chủ Đoàn Mộc hồi xuân." Hắn sợ y không nhận ra, lại nói thêm: "Kỳ phụ là thiên hạ đệ nhất thần y Đoàn Mộc Mụ Dung, làm diễm mình như kim quý rút đầu vào trong xào quyệt, không dám gây họa như trước, đều là công lao của Đoàn Mộc tiên sinh." Hiểu Phong đạo trưởng quá khen. Đoàn Mộc hồi sinh mỉm cười, quay đầu hướng kỹ du địch không sợ chút hãi hùng, rồi ôm quyền nói: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Kỹ du địch đáp lễ nói: "Đâu có, đâu có." Hiểu Phong đạo trưởng ở bên dược dây nói: "Hai vị đều là nhân tài giang hồ mới xuất hiện, nên gần gũi thân cận nhiều hơn." Vừa nghe thân cận hai chữ, mắt kỹ du địch chớp cái đã sáng lên, lập tức sát tới bên cạnh Đoàn Mộc hồi xuân, xích lâu một cái nói: "Thơm quá, thơm quá." Mọi người chính là ngây ra như phỏng, thưởng thức thoải mái. Đẩy cửa mới đi ra, hướng về phía của kỹ vô địch nở nụ cười khen ngợi nói: "Môn chủ chỉ nhớ thật tốt, hương khí trên người Đoan Mộc thiếu trang chủ chính là mùi xạ hương mà hôm trước ta đã nói với người." "Mùi của xạ hương mà cũng cần phải đặc biệt học thêm sao?" Hiểu Phong đạo trưởng nhìn kỹ vô địch, quả nhiên không ai toàn dạng, võ công cao, thế nhưng thưởng thức khiếm khuyết, chắc là thường ngày đều dùng thời gian để luyện võ. Trách không được tuổi còn trẻ đã có công lực như vậy. Nghĩ tới đây, không khổ đối với y càng thêm vài phần kính trọng. Đoan Mộc hồi xuân ôn hòa nói: "Chắc là hôm qua đến được dược phô hiểu thuốc, giúp cho người bốc thuốc thì vô ý dính lên." Hiểu Phong đạo trưởng mới nói: "Không nghĩ tới thiếu trang chủ bồn ba trên đường, vậy mà vẫn không quên cứu tử phụ thương, cứu người, quả không hổ danh là hồi xuân." Đoan Mộc hồi sinh vội giả khiêm tốn, kỹ du địch xem mồm vào nói: "Mùi hôm qua dính phải, hôm nay còn có thể nghe được, lẽ nào người tối hôm qua không tắm?" Thượng tức rất hối hận mình đã tới đây, hắn càng hối hận lúc đó đáp ứng Tả Tư Văn theo kỹ du địch đi chuyến này, nếu không hắn cũng sẽ không đứng ở đây đợi chờ lo lắng tiếng thoái lưỡng nan, mà là ngồi trong thư viện tử hoa thơm chim hót, xem sách giải quay đang chơi mấy khúc, thật là nhất thức túc thành thiên cổ hận. Hiểu Phong đạo trưởng là người đầu tiên hoàn hồn, lúc này kỹ du địch trong mắt hắn đã không còn nhân gian khói lửa nữa, mà là một tên võ sĩ chuyên nghiệp chuyên tâm nghiên cứu võ công. Bởi vậy đối với những lời khuyên khiến cho nhân không ngờ tới của y cũng có chút bao dung, thậm chí còn thay y chu toàn nói: "Kỹ môn chủ lo lắng chu đáo, thiếu trang chủ phong trần mệt mỏi, bần đạo lập tức cho người đi múc nước để Đoan Mộc thiếu trang chủ tắm rửa." Kỹ du địch nói: "Ta cũng muốn." Hiểu Phong đạo trưởng đối với sự ngay thẳng của y là mỉm cười: đương nhiên, ta cũng sẽ phái người." "Không cần, ta cùng hắn dùng chung một thùng tắm là được." Kỹ du địch chờ đợi nhìn Đoan Mộc hồi xuân. Đoan Mộc hồi xuân bối rối nhìn về phía Hiểu Phong đạo trưởng. Hiểu Phong đạo trưởng thập phần trấn định hồi đáp: "Yên tâm yên tâm, chút nước ấy Vũ Đương Sơn vẫn có, kỹ môn chủ không cần tiết kiệm." Thưởng thức vội vàng nháy qua, một bên đem kỹ du địch kéo ra sau, một bên bồi cười nói: "Môn chủ xưa nay cần tiết kiệm tiết kiệm, đây cũng là do lão môn chủ khi còn bé đã ân cần giáo huấn sở trí." Hiểu Phong đạo trưởng lại không khỏi một phen ngợi kỹ Huy Hoàng dạy con có cách, sau đó liền vội vã đưa cho Đoan Mộc hồi xuân vào phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, Đoan Mộc hồi xuân đột nhiên dừng chân quay đầu lại cùng y mỉm cười nói: "Ngươi biết chơi cờ không?" Kỹ du địch nói: "Biết, chỉ cần có thể chơi y đều biết." Đoan Mộc hồi xuân nói: "Lát nữa ta tới tìm ngươi chơi cờ." Thượng tức nhịn không được nhắc nhở kỹ du địch vẫn đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: "Người đã đi từ lâu rồi." Kỹ du địch chậm rãi quay đầu lại, nắm tay hắn nói: "A thượng, người có nghe hay không? Người có nghe hay không? Hắn nói lát nữa tới tìm ta, đây là lần đầu có người đáp lại tình cảm của ta đó." "Đó là bởi vì tình cảm của người quá mức kinh thế hải tục." Thượng tức nói: "Vậy Diên tiên sinh làm sao bây giờ?" "A sát." Kỹ du địch buồn bực nói:
cái gì mà làm sao bây giờ? Môn chủ được không phải là thích Diên tiên sinh sao? So với Đoan Mộc hồi xuân, hắn vẫn thích Viên Ngạo Sách hơn, chỉ ít trên người Viên Ngạo Sách còn cột theo một đống hiệp ước mà cùng Ma giáo lại nhiều năm không liên hệ, chỗ dựa coi như là không lớn. Hơn nữa mấy ngày nay quan sát phát hiện ngắn đối với kiểu vô địch tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, kỳ thực cũng không có địch ý. Về phần người tên Đoan Mộc hồi xuân, mặc dù vẻ mặt ôn hòa nhưng lại khiến hắn có loại cảm giác cả người khó chịu, thật giống như nhìn thấy đồng loại. Đều là dạng thích tiểu lý tàn đao trong ngoài bất nhất. Không giống mà, Kỷ Du Địch nói, A Sách chính là người của ta. Vậy Đoan Mộc hồi xuân thì sao? Kỷ Du Địch nhún vai nói, chỉ là người cùng nhau chơi đùa, đánh cờ mà thôi. Hắn có thể hiểu là Viên Ngọ Sách là mưu gia chủ mẫu của Quy Hoàng Môn, là Đoan Mộc hồi xuân của tình nhân Kỷ Du Địch bị chuẩn bị giấu ở bên ngoài không? Môn chủ, Thượng Tức nói rất thành khẩn, sáng 3, chiều 4 là sai đó. Kỷ Du Địch lắc đầu nói không có à, ý nói xong lại dừng một chút, chỉ một chút thôi mà. Người nếu muốn hôn ta thì không cần phải nhẫn. Người đến gần ta để làm gì? Chúng ta cùng tắm đi. Thua một ván cờ, thắng một bàn cờ, ta cũng lời quá đi chứ hả? Chương 16. Kỷ Du Địch trở về phòng, Viên Ngạo Sách đang nhắm mắt tĩnh tọa, y đi qua đi lại, nghĩ đơn giản không có việc gì làm, liền lấy cái ghế ngồi ở bên giường của Viên Ngạo Sách, hai chân dẫm lên trên y phục, bó gối ngồi nhìn hắn. Ngũ quan Viên Ngạo Sách cực kỳ tinh xảo, dù đặt trên mắt của nữ nhân cũng sẽ rất dễ nhìn, thế nhưng ở trên mặt hắn cũng không đột ngột, càng không có nửa phần son phấn nữ khí, ngược lại anh khí 10 phần. Đoan Mộc hồi xuân cũng rất đẹp, thế nhưng so với Viên Ngạo Sách thì không được như hắn anh tư bộc phát. Nhìn một chút, Kỷ Du Địch lại từ trong tay áo lấy ra một cái gương nhỏ, bắt đầu nhìn lại mặt mình. Mặt trắng trắng mềm mềm, môi hồng hồng mọng nước, lông mi rất dài, con mắt rất tròn, đồng dạng ngũ quan ở trên mặt Kỷ Huy Hoàng là bạch tú mã nhã nhặn, mang theo vài phần kiên cường. Thế nhưng ở trên mặt y chính là bạch tú nhã nhặn, mang theo vài phần trẻ con không lớn nổi. Tả Chư Dân đã giải thích rằng, tướng do tâm sinh, mỗi lần đều dùng điều đó để dụ hoặc y luyện võ nhiều một chút, ý đến kỹ diện ít đánh đàn. Kỳ thực y rất muốn mình có vẻ ngoài kiên cường, như vậy đi vào tiểu quan quán mới không bị người hiểu lầm là bị bán ra. Thế nhưng luyện võ thật sự là thiên địch của y. Mỗi khi đứng ở luyện võ trường, y lại có loại triệu chứng như đầu váng mắt hoa, tứ chi tê dại, mà lần nào cũng vậy, không thuốc nào chữa nổi. Y thở dài, đem gương thả lại vào trong tay áo, ngẩng đầu lên đã thấy Viên Ngạo Sách chẳng biết mở mắt từ bao giờ đang nhìn y. A Sách, y chớp chớp mắt, người đã đói bụng chưa, có muốn ăn chút gì không? Viên Ngạo Sách nhìn y không nói lời nào. Kỷ Du Địch đem mắt dính sát qua nói, A Sách, nếu nhiều người muốn hôn ta, ngàn vạn lần không nên chịu đựng. Viên Ngạo Sách sắc mặt không đổi nói, nếu như muốn đánh người thì sao, chết cũng phải nhẫn. Kỷ Ngạo Sách hừ một tiếng, ngươi đến gần ta như thế làm cái gì? Kỷ Du Địch cười hiếp mắt nói, bởi vì ngươi đẹp. Viên Ngạo Sách sắc mặt cứng đờ, không vui trừng mắt nhìn y, ngươi rất thích người đẹp. Kỷ Du Địch rất cố sức gật đầu, tỉ như cái kia thanh thanh thanh. Kỷ Du Địch suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra hắn chỉ chính là Trình Trừng Thành. A Sách, tuy rằng Trình Trừng Thành hắn là người phái Thanh Thành, thế nhưng Trình Trừng Thành và Thanh 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 vẫn là có điểm khác nhau. Tên chỉ cần có thể dùng để phân rõ người nào với người nào là tốt rồi, có gì khác nhau chứ? Với hắn mà nói, Trình Trừng Thành là tên, còn Thanh 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 là biệt danh, tùy tiện. Viên Ngạo Sách xuống giường rót nước uống, Kỷ Du Địch đi theo phía sau hắn. Kỳ thực A Sách đẹp hơn Trình Trừng Thành rất nhiều. Tai Viên Ngạo Sách rót nước hơi ngừng lại, khóe miệng bất giác dương lên. Nga, vậy Xuân Mộc Nhất Đoan thì sao? Có kinh nghiệm lần trước, Kỷ Du Địch rất nhanh đã lĩnh ngộ được hắn chỉ chính là ai, là Đoan Mộc Nhất Xuân. Nửa nén hương sao, Kỷ Du Địch cứ cúi đầu lẩm bẩm, vì sao ta nghĩ hình như là sai nhỉ? Y lao ra khỏi gian phòng, mạnh hướng về cửa phòng Thượng Tức và Chung Vũ, hét lớn lên, A Thượng, cái kia muốn chơi chơi cờ tên gọi là gì? Đoan Mộc hồi xuân, thanh âm phiền muộn của Thượng Tức từ đầu tường truyền đến. Kỷ Du Địch lập tức chạy về, lập đối với Viên Ngạo Sách nói, là Đoan Mộc hồi xuân, đều không phải là Xuân Mộc Nhất Đoan. Tùy tiện, sao người, dù sao người ta cũng nói không đúng. Khóe miệng Viên Ngạo Sách tiếp tục dương lên. Bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa vào nhìn thì là hai đạo nhân của Vũ Đường đang khiêng một thùng nước tắm nóng hầm hập. Kỷ Du Địch nghiêng người để hắn vào cửa, sau đó nắm cánh tay Viên Ngạo Sách nói, A Sách, chúng ta cùng nhau tắm đi ha. Một trong số những đạo nhân của Vũ Đường vừa muốn xuất môn thì dắp vào cánh cửa lăn quay trên mặt đất.
ngươi không sao chứ? Kỷ Du Địch đang muốn đi qua quan tâm một chút, chỉ thấy Vũ Đường đạo nhân còn lại nắm lấy phần tóc sau cổ của đạo nhân bị ngã, không quay đầu lại kéo đi mất. Trên mặt đất lưu lại một dấu bị kéo lê đến rất xa rất xa. Kỷ Du Địch cảm khái nói, đạo sĩ của Vũ Đường thực sự là quá thức thời. Y đứng bên bồn tắm, xấu hổ nhìn Viên Ngạo Sách, để không cô phụ bọn họ, chúng ta nhanh thoát đi. Ngón tay Viên Ngạo Sách ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái. Nếu như ngươi dám thoát, ta sẽ thiến người. Kỷ Du Địch ngơ ngác nói, thế nhưng nước tắm ta sẽ dùng, người đi ra ngoài đi. Thế nhưng thủy là ta, ra ngoài. Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần ý bảo cửa ở hướng đó. Kỷ Du Địch chưa từng bỏ ý định nói, A Sách kỳ thực bồn tắm rất lớn, thực mà hai người vẫn đủ. Viên Ngọ Sách khóe miệng lộ ra lạnh ý. Kỷ Du Địch lùi ra hướng cửa, mở cửa, hai chân chậm rãi ra khỏi cửa, nửa thân thể nhưng vẫn như cũ dối vào trong cửa, tuyệt vọng nói, A Sách, ta là môn chủ, người là tùy tùng đó nha. Viên Ngọ Sách dùng tay áo đóng cửa xăm lại. Kỷ Du Địch bưng mũi u oán đi tới trước cửa phòng thưởng thức. A Thượng mở cửa, bị dán cửa đập trúng vào phía sau làm y đau đến tận não mồm. Hai nhãn cầu ngập đầy nước mắt. Vừa Chung Vũ lúc này mới nói, hắn không ở đây mà. A Chung mở cửa, Thượng Thức nói, hắn cũng không có ở đây. Kỷ Du Địch đột nhiên xoay người, hướng bầu trời hát lớn lên, kỳ thực võ công của ta đều là gạt. Cửa xoát cái mở, một cánh tay như thiểm điện nhanh như chớp vươn ra, sau đó Kỷ Du Địch cũng như thiểm điện tiêu thất sau cánh cửa. Môn chủ, ngươi làm tốt lắm. Thượng Thức cười rất miễn cưỡng, rốt cuộc minh bạch vì sao Tả Tư Giang trong thời gian ngắn như thế, từ một cao nhã giang nhân thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt lại biến thành một trung niên phụ tử cả ngày thuyết giáo, nguyên lai là uy thế bức bách. Kỷ Du Địch vô tội nói, A Thượng, A Chung, các người đều ở đây ta còn tưởng rằng không có ai nữa chứ. Cái loại biết rõ còn cố hỏi, có phải là cố tình chăm chọc không nhỉ? Thượng Tức biểu môi nói, môn chủ sao lại rảnh rỗi đến đây, Viên tiên sinh đâu rồi? Kỷ Du Địch nói, hắn đang tắm. Thượng Tức buồn bực nói, vậy ngươi lại càng không nên qua đây, thường ngày đều không phải muốn nhìn cũng không nhìn được sao? Kỷ Du Địch nói, A Thượng, ngươi giờ nói ta qua đó rình coi, cơ hội không bị phát hiện lớn cỡ nào? Chung Vũ nói, lớn cỡ bằng cơ hội ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đó. Kỷ Du Địch suy sụp cúi mặt nói, vậy còn biện pháp nào khác không? Thượng Tức lúc này thành khẩn nói, môn chủ, bằng võ công bí tịch mà lão môn chủ truyền xuống, ngươi muốn thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải không có khả năng, chỉ cần từ giờ trở đi ngươi cố gắng võ công, mỗi ngày đều lập chí tiến thủ, chăm chỉ luyện võ. A Thượng, lúc ta 3 tuổi ngươi dạy ta cũng dùng chính câu này, ta đã sắp 20 tuổi rồi ngươi dạy ta vẫn dùng chính câu đó hả? Thượng Tức nói, hữu dụng không? Kỷ Du Địch lắc đầu, ta đây kiếm lý do thối thoát được chứ. Kỷ Du Địch suy nghĩ một chút mới chính là lắc đầu. Thượng Tức gật đầu như đã sớm biết được trước mà nói, thì thế đó, ta sẽ không phí tâm nữa. Kỷ Du Địch quay đầu nhìn Chung Vũ, A Chung, người bình thường ít nói nhất, thời khắc mấu chốt người nói một câu đi. Chung Vũ diện vô biểu tình nói, môn chủ, người cũng không nên phí tâm thêm nữa. Kỷ Du Địch chậm rãi đem đường nhìn từ trên mặt hắn chuyển xuống đất. A Chung, người chính là nên ít nói một chút đi. Hiểu Phong đạo trưởng lo lắng rất chu đáo, liều nước tắm liều tặng đến 4 đợt. Kỷ Du Địch, Thượng Tức và Chung Vũ ai cũng có phần. Kỷ Du Địch tắm rửa xong, vừa dặn Đoan Mộc Hồi Xuân đến cửa, cũng có thể xem là đúng lúc. Vì Ngạo Sách lạnh lùng ngồi ở một bên, không đứng dậy đón cũng không nói gì. Bất quá dù là thế, hắn vẫn như cũ là một tồn tại không thể bỏ qua. Đoan Mộc Hồi Xuân hàn huyên xong câu đầu tiên chính là, vị này là... Kỷ Du Địch vẫn như cũ mà nói, tùy tùng của ta. Đoan Mộc Hồi Xuân quan sát Viên Ngạo Sách thêm vài lần, lập tức bị trừng trở về, chẳng hay cao tính đại danh. Kỷ Du Địch nói, A Sách. Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười, Kỷ môn chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, bên người đúng là cao thủ nhiều như mây. Kỷ Du Địch mới than thở, kiểu như là mỹ nhân như mây thì tốt rồi. Viên Ngạo Sách nét mặt căng thẳng. Đoan Mộc Hồi Xuân như hiểu lầm nói, với nhân phẩm tài học của Kỷ môn chủ, muốn kiều thê mỹ quyến còn khó hay sao? Đoan Mộc Hồi Xuân lúc này lại nói với Kỷ Vô Địch, thấy hắn hiểu lầm cũng lừa giải thích được rồi, ngươi vừa nói vừa muốn chơi cờ. Tùy tùng bên người Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức cầm kỳ bản kỳ quán, bàn cờ và hộp đựng cờ đặt lên trên bàn. Kỷ Vô Địch nhãn tình sáng lên, hảo kỳ bàn, hảo kỳ quán. Đoan Mộc Hồi Xuân khiêm tốn nói, tuy rằng là vật ngự dụng trên tiền triều lưu truyền đến nay, thế nhưng Kỷ Vô Địch vuốt bàn cờ tán tụng nói, đều là bạch ngọc làm ra, nhất định giá trị không ít tiền. Kỷ môn chủ hảo nhãn lực. Đoan Mộc Hồi Xuân trịnh trọng
Tiếp lời, đích xác trị giá không ít tiền. Viên Ngọc Sách ở một bên cười nhạo. Kỷ Du Lịch đem kỳ quán mở ra, cờ đen hắc ngọc, cờ trắng bạch ngọc, phẩm chất thượng hạng, cầm vào thanh lương, y nắm một đám cờ đen trong tay mà lưu luyến không nỡ rời. Đoan Mộc Hồi Xuân nói, nếu Kỷ môn chủ không chơi, vậy bộ cờ này liền tặng Ôn chủ. Kỷ Du Lịch cười gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng nghĩ là đám các người giác một bàn cờ bạch ngọc to như thế, là tặng như thế đi tới đi lui, rất là bất tiện nha. Dù là Đoan Mộc Hồi Xuân phong độ tuyệt hảo, lúc này cũng có chút ăn không tiêu, đã thế chúng ta bắt đầu đoán quân đi. Còn đoán gì nữa? Ta chọn xong rồi. Kỷ Du Lịch cầm lấy một viên màu đen, ba một cái rời vào thiên nguyên. Đoan Mộc Hồi Xuân yên lặng, rồi ngồi xuống nhặt lên cái quần trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh quần đen. Rồi Kỷ Du Lịch lại dạng điển hình cái gì cũng biết, cái gì cũng qua loa. Bởi vậy, sau một lúc quân đen đã bị giết không còn manh giáp, thổ địa bị mất điểm không xuể, nhìn trên bàn cờ trắng xóa một mảnh, Đoan Mộc Hồi Xuân tâm tình tốt, hắn buông quân cờ, mỉm cười ôm quyền nói, đa tạ đa tạ. Kỷ Du Lịch lơ đễnh phất tay nói, không sao không sao, ta tuy thua cờ nhưng thắng bàn cờ, một thua một thắng, một mất một được, cái này nói lại ta vẫn là chiếm được một món thật lớn. Niềm vui thắng cờ của Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời bị hòa tan mất mấy phần. Kỷ môn chủ quả nhiên rộng rãi hơn người, thông thấu hơn người, khiến ta nhìn không phục. Kiểu địch cảm thán nói, ai cũng như vậy mà. Đoan Mộc Hồi Xuân dội ho một tiếng. Sắc trời không còn sớm, tại hạ còn có việc không thể ở lâu. Cũng tốt cũng tốt, sắp đến lúc dùng bữa rồi. Dạng nhất á, cơm nước họ đưa tới thiếu mình bọn ta ăn, các người nhìn ta sẽ xấu hổ đó. Đoan Mộc Hồi Xuân đối với sự quan tâm của y tỏ ra rất cảm kích, liên tục xin miễn cưỡng y đứng dậy đưa tiễn, phất tay áo mang Thanh Phong và đám tùy tùng mà đi. Viên Ngọc Sách ngồi ở một bên thiều mị nói, người không thích hắn là khẳng định, không phải nghi vấn. Kỷ Du Lịch rồi bồi cười nói, đương nhiên ta thích A Sách nhất mà, cái bàn cờ này không sai. A Sách người nghèo như vậy, ta tiếp tế cho ngươi. Vì A Sách cái gì cũng nguyện ý, vậy tránh xa ta ra một chút. Tiếp xong đoạn, Đoan Mộc Hồi Xuân lại đến Trình Trường Thành, hết Trình Trường Thành lại đến Phiền Tế Cảnh. Đâu đâu mà ra nhiều thế chứ hả? A Sách nhà ta xem ra còn ăn giấm dài dài à. Chúng ta vừa nghe qua hai chương 13 và 14 của truyện đọc Hữu Mộc. Chúng ta vừa nghe qua hai chương 15 và 16 của truyện đọc Hữu Mộc Xung Đấm Lương từ tác giả Tô Du Bính, nhà văn nổi tiếng của thể loại Đan Mỹ. Và anh Khoa sẽ gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo trong lần đọc truyện sau, cũng sẽ được phát trên kênh YouTube của mình, Anh Khoa Channel. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.